Nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm qua đời ở tuổi 43. Nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm, 43 tuổi, quán quân tài tử miệt vườn, mất vì tai nạn giao thông khi lái xe máy đi diễn. Chị Mỹ Tiên, người thân gia đình, cho biết tối ngày 6 tháng 12, sau khi diễn tại Tây Ninh, anh lái xe về nhà ở Long An. Trên đường đi, anh va chạm với một xe tải, thiệt mạng tại chỗ, linh cữu nghệ sĩ được quàng tại nhà riêng ở Long An. Sáng ngày 9 tháng 12, thi hài được đưa an táng tại nghĩa trang Rừng Ông, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng trước sự việc. Ca sĩ Thi Nhung cho biết từng hát phụ diễn cho anh tại Tài Tử Miệt Vườn, xin tiễn anh về miền an lạc, cầu nguyện cho vợ con anh có được cuộc sống bình an, Thi Nhung nói. Người thân cho biết anh vốn là trụ cột chính của gia đình, nuôi mẹ, vợ, đang mắc bệnh tim và một con nhỏ. Năm 2019, câu chuyện anh vượt khó đi thi vọng cổ tại Tài Tử Miệt Vườn truyền cảm hứng đến đông đảo khán giả. Khi đó, vợ chồng Chí Tâm sống trong một căn chòi ở Long An, được cất nhờ trên một mảnh đất hoang sơ chăn vịt thuê. Anh từng cho biết ca hát là đam mê với tôi, muốn thử sức làm nghệ sĩ một tháng thôi cũng được. Nếu không có duyên, tôi sẽ trở về quê, tiếp tục là anh nông dân như bấy lâu nay. Khi trở thành quán quân tài tử miệt vườn, Nguyễn Chí Tâm dùng 80 triệu đồng tiền thưởng trả nợ cho người quen, đưa vợ đi khám bệnh. Cuộc sống của nam nghệ sĩ được cải thiện hơn trước. Anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia các cuộc thi sau kết nối Lửa Tài Tử Miệt Vườn của đài truyền hình Đồng Tháp.